chào. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2012. Mình đang trong phòng của Hương ở phố gì nhỉ? Chùa Hà. Phố Chùa Hà, Hà Nội. Và đây là phòng của Hương. Xin mời các bạn chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh khủng của cảnh giường chiếu. Giường chiếu. Các bạn có thể thấy đây đầy rẫy những khăn đỏ, điện thoại, lô lốc, tất cả được sử dụng. Và đây là một chai C2 vừa mới sử dụng. Một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Và sau đây là những thành viên của cảnh tượng giường chiếu. Đầu tiên, em Heo. Sau đó là Quỳnh Anh. Ngân Huy. Yeah. Nhầm đó. Đây là bạn Hương. Nhìn nhầm, nhìn mắt không đeo kính. Đây là bạn Thúy. Đây là em đâu nhỉ? Chủ nhiệm. Hương ngốc nghếch, biệt danh là Hương còi cọc. Đây là Quỳnh Anh. Xinh quá. Chúng mình cũng đi tàu lượn đi.